Xin chào anh chị, xin giới thiệu anh chị máy chọc thực phẩm dạng lồng quay. Máy này có sức chịu tải là 50 kg này, dùng chọn bột khô hoặc tẩm ướp thực phẩm. Máy này làm có hai cái chế độ là cơ cấu điều khiển lồng quay và cơ cấu điều khiển cái chế độ đổ liệu. Cơ cấu lồng quay ha, cái mình bật chế độ quay thuận quay ngược như này thì lồng sẽ quay thuận ngược. Này có nút điều chỉnh tốc độ của lồng, muốn nhanh chậm đó, mình chỉnh cái lúc này nó chọn rồi cái cơ cấu đổ liệu. Sau khi mình chọn xong nó muốn đổ liệu ra ngoài á thì mình điều chỉnh cái cơ cấu này, thì cái lồng quay nó sẽ lật úp lên, nó điều khiển lồng quay lên xuống. Sau khi muốn dừng lại ha, mình bắt công tắc này, máy sẽ dừng lại. Máy này chế tạo hoàn toàn bằng bằng inox 304 hết, kết cấu cơ khí vững luôn ha, cốt làm inox hết, thì cái motor điều khiển nó cũng nằm trong cái lồng, nên là lật cái lồng xuống. Tắt chế độ đổ liệu đi. Trong cái máy có để sản phẩm đây sẵn nha, cho mình chọn mình test đó. Đầu tiên để chọn nó, mình chỉnh cái độ nghiêng của cái lồng cho nó phù hợp. Thường này chỉnh góc 20 độ hoặc 30 độ. Cái lồng nó làm gì? Nó chọn. Nó chọn đó. Sản phẩm lên rất đều. Cho tốc độ nhanh hơn để hãm trộn tốt hơn. Chỉnh tốc độ nó chậm lại. Giờ máy này đảo được điệu. Quá trình trộn mình phải đưa tay đây để kiểm tra, hoặc khi mình trộn mình cho bột hoặc tẩm ướp gia vị chứ vừa thoải mái, thì cái tay mình đưa đấy ra đó vừa thoải mái, không phải sợ không an toàn ha. Nó là dễ xài và an toàn người sử dụng. Bây giờ mình đảo chiều ngược lại ha, để coi cái nguyên lý máy nó trộn như thế nào. Thường đảo chiều ngược lại thì máy nó trộn nó hắt sản phẩm đều hơn. Khi chọn ở tốc độ thấp á, thì máy mình dễ kiểm tra, nhờ tốc độ nhanh chậm, nhưng mà tùy sản phẩm á, mình điều chỉnh tốc độ nó mình chọn ra được cái sản phẩm tốt nhất ha. Một số sản phẩm nào nó sợ bị dễ bị nát á, thì mình cho tốc độ chậm vừa vừa thôi để mình kiểm soát. Còn những dạng bột mà cần tốc độ nhanh, nó rút ngắn thời gian trộn á, thì mình sẽ cho tốc độ cao ha. Này mình sẽ điều chỉnh tốc độ cao hơn ha, để mình coi cái quy trình trộn của nó. Để điều chỉnh độ nhanh lên nha, như là dặn lúc này nha. Rồi sản phẩm nó sới lên rất tốt nha. Chỉnh cái độ nghiêng một chút nha, để cho sản phẩm nó dễ dễ hết. Sau khi trộn xong mình tắt máy ha, máy thì đắp lại cho dễ. Đẩy nắp máy lại rồi gài lại ha. Mà có cái khóa nè, cứ đưa vô đây mình gài dễ dàng.
Kết thúc quá trình trộn, máy trộn thực phẩm do Điện Cơ Xanh chế tạo.